Theo tài liệu trinh sát, nhóm đối tượng có từ 3 đến 4 người, chuyên nhắm đến các cô gái trẻ lơ là bảo vệ tài sản trong quá trình tham gia giao thông để ra tay. Nạn nhân sau khi trở thành con mồi của chúng đã khẩn trương liên hệ với công an các phường trên địa bàn quận để báo án, hy vọng tìm được tài sản bị mất. Các vụ án xảy ra riêng lẻ được đội cảnh sát hình sự tổng hợp, đánh giá rồi nhanh chóng báo cáo về với ban chỉ huy công an quận Tân Phú. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định các đối tượng trong nhóm tội phạm manh động này đều là những tên cướp chuyên nghiệp. Chúng phạm tội có kế hoạch và chỉ tập trung vào một nhóm con mồi đã được định sẵn. Trinh sát hình sự nhanh chóng được ban chỉ huy công an huyện Tân Phú yêu cầu tập trung rà soát, phải sớm xác định được danh tính của nhóm cướp này. Quá trình này, lực lượng điều tra đã nắm bắt được một nguồn tin trinh sát vô cùng quý giá. Theo nguồn tin có được, trinh sát hình sự nắm bắt thông tin của 3 đối tượng, cả nam và nữ, thường thuê phòng trọ giá rẻ, khách sạn lưu trú. Ở mỗi khách sạn như vậy, chúng chỉ cư ngụ trong 2 đến 3 ngày thì sẽ rời đi. Cả bọn có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, sống bầy đàn, thác loạn cùng nhau. Các tổ điều tra phá án nhanh chóng được cắt cử, có mặt tại một trong các địa chỉ mà nhóm này thường lưu trú để bí mật xác minh thông tin. Mọi chi tiết có liên quan đến nhóm đối tượng có hành tung bí ẩn đều được ghi nhận kỹ lưỡng, từ đặc điểm nhận dạng, độ tuổi, phương tiện di chuyển. Những ngày tiếp sau đó, hàng loạt cơ sở lưu trú nghi vấn trải dài tại các khu vực giáp ranh giữa hai quận Tân Phú và quận Bình Tân đã được đưa vào tầm ngắm. Tại địa chỉ số 56 Nguyễn Xúy, khách sạn DL, xuất hiện 3 đối tượng nghi vấn, 2 nam, 1 nữ, cùng thuê phòng sống chung với nhau. Trong số này, có một cô gái trẻ, trên chân có hình xăm lớn, trải dài từ phần dưới đầu gối đến trên mắt cá chân. Chi tiết này nhanh chóng được thu thập, chuyển cho các nạn nhân nhận dạng. Tất cả đều khẳng định đây đích thị là đối tượng nữ đã ra tay thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trong thời gian gần đây. Nhiều mũi trinh sát được huy động, bí mật theo dõi mọi di biến động xảy ra tại khách sạn số 56 Nguyễn Xúy. Cùng lúc này, chân tướng của các nghi phạm cũng dần được xác định, gồm Đặng Tuấn Linh, sinh năm 1990, ngụ quận 7, Nguyễn Ngọc Hợp, sinh năm 2003, ngụ quận 11, và Trần Cường, sinh năm 1996, ngụ quận Tân Phú. Kết quả điều tra cho thấy, đây đều là những con nghiện ma túy nặng, sở hữu bản lý lịch bất hảo. Ngay lập tức, ban chỉ huy công an quận Tân Phú đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng nguy hiểm này. Thành viên chỉ huy ban chuyên án trực tiếp là đồng chí trưởng công an quận và đồng chí phó trưởng công an quận phụ trách điều tra. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2023, xác định nhóm đối tượng đã xuất hiện đầy đủ tại khách sạn nói trên, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào khống chế, bắt gọn cả nhóm đối tượng. Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khách sạn và nhà riêng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân, tang vật của các vụ án cướp giật tài sản trước đó. Đứng trước hàng loạt các chứng cứ buộc tội được cơ quan công an trưng ra, cả ba phải cúi đầu thừa nhận, khai ra toàn bộ các phi vụ ăn bày, trộm cắp tài sản được bản thân thực hiện trong suốt quãng thời gian đã qua. Linh, Hợp, Cường cho biết, vì đều là con nghiện ma túy đá, nên cả nhóm quyết định về sống chung một mái nhà, lên kế hoạch đi cướp giật cũng như trộm xẻ nhằm kiếm tiền tiêu xài, thỏa mãn cơn khát ma túy. Chúng khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản cùng 4 vụ đá xế khác. Phi vụ ăn bay đầu tiên được cả bọn thực hiện vào ngày 21 tháng 11 năm 2023. Thời điểm này còn có một đối tượng khác chưa xác định rõ lai lịch, tên Phục cùng thực hiện. Theo đó khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh chở theo Cường trên xe mô tô biển kiểm soát 60AD06044 và Phụng chở Hợp trên một xe tay ga. Nhiệm vụ ăn hàng được thống nhất, phân công cho Phụng và Hợp, còn Linh và Cường làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa, không cho người dân công an truy bắt. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Hợp và Phụng phát hiện một người phụ nữ đang đậu xe sát lề tại công viên trước Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú để nghe điện thoại. Thấy kẻo, cả hai vòng đầu xe quay lại để giật điện thoại. Nạn nhân sau đó chạy qua bên lề truy hô, nhờ Linh và Cường phụ bắt. Chúng giả bộ giúp đỡ rồi cũng tăng ga bỏ chạy.
Vì Phụng chạy nhanh nên Linh và Cường bị lạc đến khu vực cư xá Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Tại đây, hai đối tượng phát hiện có chị Huỳnh Thị KT, sinh năm 2000, ngụ quận Tân Phú, đang cầm điện thoại di động hiệu iPhone 12 Pro Max trên tay, nên quyết định ăn hàng. Linh điều khiển xe máy quay đầu trở lại để Cường dùng tay phải cướp giật điện thoại di động của chị T đang cầm. Chúng tăng ga bỏ chạy rồi quần hội tại một khách sạn trên đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Cả bọn thống nhất cùng bán hai chiếc điện thoại cướp được cho một đối tượng tên Cà. Số tiền thu lại được, cả nhóm chia đều để tiêu xài, mua ma túy để sử dụng cũng như trả tiền thuê phòng. Phi vụ thứ hai được Nguyễn Ngọc Hợp và Đặng Tuấn Linh thực hiện vào ngày 26 tháng 11 năm 2023. Trước đó, cả hai đã bàn tính kế hoạch đi cướp tại khách sạn tại đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Đến 17 giờ 10 phút cùng ngày, Linh chở Hợp trên xe mô tô biển kiểm soát 59T2-23211 tới trước số nhà 160/48 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thì phát hiện chị Lê Thị Tê Quỳ, sinh năm 1986, đứng trên lề, đeo túi sách một bên vai nên nảy sinh ý định cướp của. Linh cho xe vòng đầu trở lại, bí mật áp sát chị Quỳ để Hợp ngồi sau giật túi. Sau đó cả hai bỏ trốn, hướng về khách sạn chia chiến lợi phẩm. Bên trong túi của nạn nhân có 20 triệu đồng, một sợi dây kim loại màu trắng cùng một chiếc vòng bằng nhựa. Số tiền cướp được chia đôi, còn sợi dây và vòng nhựa bị chúng vứt bỏ vì xác định là hàng giả. Cạnh đó, Hợp cũng mang số giấy tờ tùy thân của nạn nhân về cất giấu tại nhà riêng trên đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa và để chiếc túi tại khách sạn khác nằm trên đường Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Còn các vụ trộm cắp do nhóm này gây ra lần lượt được xác định vào ngày 20 tháng 11 tại phường Tân Quý do Cường và Linh thực hiện. Xe mô tô bị đánh cắp mang biển kiểm soát 81AT01163. Vụ thứ hai do Cường, Hợp, Linh thực hiện tại số 98 Nguyễn Cửu Đàm, phường Hiệp Tân vào ngày 17 tháng 11. Xe mô tô bị đánh cắp biển kiểm soát 95F1-08790. Vụ thứ ba được cả hai nhóm thực hiện vào ngày 14 tháng 11 tại địa chỉ 159 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì. Phi vụ này chỉ có Cường và Linh thực hiện. Xe mô tô bị đánh cắp biển kiểm soát 85V4-9136. Vụ cuối cùng cũng do Cường và Linh thực hiện tại địa chỉ 26/5 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình vào ngày 14 tháng 11. Chiếc xe bị đánh cắp mang biển kiểm soát 54P2-0666. Qua chuyên đề, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Tân Phú thông báo, người dân từng là nạn nhân của nhóm đối tượng manh động này khẩn trương liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú để trình báo và nhận hỗ trợ. Chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm manh động bước đầu hoàn tất, trả lại sự bình yên cho nhân dân đang sinh sống trên địa bàn quận Tân Phú. Chuyên án này cũng là quả đấm thép được các lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an quận Tân Phú nói riêng và Công an thành phố Hồ Chí Minh nói chung giáng vào ý định phạm tội của các đối tượng xấu, nhất là trong dịp cuối năm, sẵn sàng bước vào cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho người dân vui xuân đón Tết. Hơn chục năm nay, cướp giật nói riêng và tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gây nhức nhối, bất an trong dân chúng. Người dân ra đường là lo ngại vì sợ cướp giật có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các loại hình tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, lên đến 76,7% trong cơ cấu phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn thành phố. Loại tội phạm này rất manh động, nguy hiểm, thường gây hậu quả nghiêm trọng. Đã có những vụ cướp giật quay lại chống trả, khiến người đi đường thiệt mạng. Còn số vụ thương tích khi truy bắt tội phạm đường phố thì rất nhiều. Trong một nghiên cứu công bố dựa trên nghiên cứu 225 hồ sơ vụ án cướp giật tài sản với 288 đối tượng cho thấy, cướp giật là nam giới chiếm đến 276 đối tượng, tức 95,8%. Độ tuổi gây án từ 18 đến dưới 30 chiếm 77,95%. Đáng nói là nghiên cứu này chỉ ra, tội phạm cướp giật có tính chất lưu động từ địa bàn này sang địa bàn khác gây án trong phạm vi thành phố, chiếm tỷ lệ lên đến 66,32%. Trong những năm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chấn áp tội phạm đường phố và có sự chuyển biến tích cực qua từng giai đoạn. Dù lãnh đạo Công an thành phố nhìn nhận, loại hình tội phạm đường phố còn nhiều nguy hiểm, diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn,
Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.